hai sao bạn đã trở lại với channel mình là Hành Dung Gaming đây. Và hôm nay mình sẽ cho bạn một chiếc theo yêu cầu của mọi người comment trên fanpage của mình, đó chính là chiếc Ferrari Vista 488 nha bạn. Đó, đây là chiếc Ferrari Vista 488, mình vừa đổ vô luôn nha. Từ từ đổi lại cho nó màu đỏ mới đúng các bạn. Màu này không phải rồi, không phải vì chính góc của xe. Hot nào mình sẽ bắt đầu độ full chiếc này rồi. Nó được độ full sẵn nha bạn. Sẽ đổi màu thôi. Nó là màu đỏ. Đó. Đây bạn thấy không? Đây là chiếc Ferrari Vista 488 nha bạn. Wow. Đồng hồ nó khác rất là nhiều so với Lamborghini luôn. Cái kiểu dáng của hai đối thủ này là kiểu kinh địch với nhau à. Nó khác nhau hết trơn bạn, không có nào giống cái nào hết đó. Đây, đây chiếc 458 cho bạn coi nè. Đó, cách mở cửa cũng khác. Lamborghini là mở cửa cánh chim rồi mở lên nha, con này là mở ngang ra thôi, mở kiểu bình thường thôi. Đó, nhưng mà kiểu nào cũng đẹp hết các bạn. Đó, thấy chiếc xe đẹp không bạn? Chơi chỗ review xe giật chó đi chơi. Biết. Đó. Đẹp không bạn? Các bạn đánh giá chiếc này với chiếc Lamborghini. Ui, sao chỗ này cái gạch này to vậy? Các bạn ơi, mình thấy một điểm lỗi của bạn mod này đó là cái gạch này khá là to, nhìn có thể thấy trong nè, nhìn mắt không mỹ quá. Đi xa ra thì thấy nha bạn, lại gạch các bạn mới thấy cái gạch đó, thấy không? Cái gạch nè. Ui, sao cái gạch này thằng design nó làm không kỹ bạn. Logo Ferrari. Đó, có một sọc ở đây. Đèn LED phía trước nè bạn, khá là bóng. Wow, chói luôn các bạn, mình nhìn cái xe mình thấy chói nữa. Ở phía sau là đèn hậu nè. Này là phanh nè bạn, cái đèn phanh được đặt phía dưới à, dành cho những xe chạy tốc độ cao cực kỳ luôn, mới để dưới này như xe F1 các bạn. Ở đây này cũng giải phanh phía trên nữa, phanh dưới phanh trên, cái đèn phanh nó sáng cho mọi người biết. Hai ống xả nha, bằng như chiếc Lamborghini, càng ngày càng ít ống xả các bạn, do cái tiêu chuẩn khí thải. Ô bạn, cái cực nó nẹt kìa. Ui vẫn chơi mà, dưới là full carbon luôn nha. Này ở trong xe nè bạn. Ui, trong tua trên vô lăng luôn. Tốc độ. Wow. Khá là xịn sò đó bạn, ghế thể thao luôn. Wow. Xịn sò con bò đó. Và mình sẽ lấy chiếc Ferrari này, mình cũng thử vô quậy khu tấn công khu quân đội luôn nha bạn. Coi nó có chạy thoát, coi nó có mạnh hơn chiếc Lamborghini không các bạn. Mình sẽ so sánh, giờ mình chỉ đem vô quân đội mình test thôi, coi nó có thể nào mà lanh lẹ mà khóc thâm được hơn chiếc Lamborghini không. Chiếc Lamborghini là bị xe tăng cán nè các bạn, nếu bạn nào chưa coi thì coi lại nha các bạn. Lamborghini của chúng ta bị xe tăng cán rồi, còn bây giờ tới chiếc Ferrari sẽ hửng lửa. Bây giờ mình có một bài test mới, đó là đi vô quân đội bạn, vô quân đội đúc vui luôn. Trời ơi, đường đông quá. Mà trước khi đó để mình ra ngoài cao tốc mình test max speed của chiếc này cái, coi nó chạy khoảng nhiêu. Đây 150 hả? Đang bật 150 bạn, chạy hơi bị giật. Cái nước đầu của chiếc Lamborghini rất là ổ, Ferrari này rất là láo luôn bạn. Đó, nó rất là láo luôn, nước đầu nó láo lắm. Nước đầu phải nói là tăng tốc, mình cảm giác là nó mạnh hơn Lamborghini các bạn. Ồ, cánh nước gió nó bật lên kìa. Ồ, không, nó bật sẵn rồi. Độ ổn định cũng khá là cao các bạn, nhưng mà nó hơi bị drift các bạn. Mỗi lần hở lên nó ổn định không có tốt bằng. Mà qua ôm cua thì rất là nhanh các bạn, xe lanh lắm. Thử ôm cua này là biết rồi. Ui lanh lắm bạn. Ôm cua không bị drift xe luôn. Số 6 nè. Số 6 không lên 5.4 nổi vậy là hua Lamborghini rồi. Lamborghini 150 công suất đã lên được 5.4 rồi. Rồi cái này đánh như mặt hiệu suất thì nó có thể nó thua Lamborghini nha bạn. Nó thua xa luôn các bạn, nếu mà đua á nha bạn, nhưng mà nước đầu thì nó có thể nó đề ba tăng tốc nhanh hơn Lamborghini á. Bộ vành nè, ui rất đẹp luôn. Lớp của Zero luôn bạn, bằng lớp của Lamborghini luôn. Bi Zero.
mà cái phanh của nó không được, phanh hai piston nè, phanh này một piston rồi. Đèn hậu quá đẹp. Tăng tốc rất là hổn các bạn, chiếc Ferrari này tăng tốc bảo đảm nhanh hơn Lamborghini luôn. Nhưng mà cái về cái nước hậu thì nó yếu hơn. Yếu hơn rõ luôn các bạn, bạn thấy không? Lamborghini là lên 504 nổi với ngày số 6 nhưng mà chỉ 400 mấy à. Nè, chuẩn bị là số 6 nè. 4.9 nè. Nó ôm cua rất là ngọt các bạn, nhưng bù lại chiếc này lái rất là tốt luôn. Chiếc nào này bạn nào mà mới biết lái, lái chiếc này sẽ dễ lái hơn chiếc Lamborghini. Lamborghini lái hổn lắm. Này hơi bay một xíu. Đó. Lái rất là dễ luôn bạn. Cạch chô rất dễ, nhưng mà qua mấy G nè bạn phải giảm tốc nha, không có nó bay lên là không cạch chô được á. Đó, chuyển len. Chuyển len qua lại đó bạn. Đó, chuyển bình thường không sao nha, đừng chuyển gắt quá. Đó. Chúng là ok. Được. Giờ vô đem vô quân đội quẩy thôi. Đua thì đua không lợi phe ở Lamborghini gì đó. Đua đường dài là không lợi các bạn, mà đua đường ngắn thì có thể ăn. Giờ xe này tăng tốc láo lắm. Nó tăng tốc láo luôn. Đúng là ngựa non tháo đá mà bạn. Con bò thì nó sẽ có sức bền hơn, còn con ngựa này nó đá dữ lắm. Đây, ra đường này mình phi lên khu quân đội. Dạy chập máy lên phi lên được rồi để mình bay hút các bạn. Mấy chiếc này thấy lẽ xe 200 mấy mới bay lên được, nhưng mà mấy chiếc này nó nhẹ các bạn, chứ lại nó khí động học á, tầm 100 mấy là lên được rồi. Còn mình chạy nhiều quá là bay hút khu quân đội luôn á. Xe nó nhẹ, với lại nó thiết kế để hình dung cái hình mũi tên này bạn, nó dễ bay. Còn mấy chiếc mà bự bự to to như này nè, nó như cái hộp phi vậy, bay đâu được. Thì như đây là bay lên được rồi đó bạn. Đó. Ê, ê. Ôi máy bay tới luôn kìa. Làm gì nhau. Đó. Chiếc Ferrari này có thể đánh lái nó hơi bị trượt ở dần cấp đầu, mà bù lại nó tăng tốc rất là nhanh luôn, không thể nào mà bám nổi luôn á. Để mình sửa lại cho công bằng nha các bạn. Đợt trước là chiếc Ferrari mình có sửa nè, để mình thử test cho bạn. Thằng này đuổi mình nè, nhanh lên, đụng chưa, đua sao ấy má, hết hồn. Trời ơi, chạy không trên đường hết rồi. Đang hóng phía sau mà đeo dây toàn cái. Dây toàn đâu ta? Đây rồi. Ui, đụng đít anh hả? Đụng đít anh hả? Nghĩ gì vậy? Nhưng mà đạp ga lên một cái là mất tiêu liền các bạn. Né nè. Yeah. Đâu, chiếc nào mạnh chiếc đâu? Ga đua với tao. Từ đợi tôi đó, phải nhìn trước đó bạn, không thôi đụng vào mấy xe tải nữa. Để, để tính đụng cái gì, mạnh lên. Ui, mất tiêu luôn. Ui, hắt lời. Trời ơi, sao đua không, đuôi lên đây, đuôi lên đây. Ấy trời ơi, nó đụng xe mình mà nó cháy bạn. What the fuck. Nè, đụng đít anh, đụng hộ cái luôn á. Mình chạy dập đợi đó bạn nè. Ấy nó đụng đường rồi. À má, khi dễ nó hủ mà xe thường nó hủ quá bạn, nó điên lên bạn, đụng mình gớt cái kính ra luôn rồi. Máy bay kìa, đua ra tiếp anh ơi, mình sẽ chạy 80 được. Máy bay nó bay qua nó lượn cái nghe hết hồn. Nó hồi đụng mình kiểu gì, trời ơi bóp giấy ông đội nữa. Nó chạy dài vòng vòng nhiều nè, là nó không có bám được đâu bạn.
để chạy vòng tròn xung quanh khu quân đội luôn. Đó, từ từ mình sẽ cho lên 5 sao các bạn, có mấy ngày đuổi nổi không. Khanh du đuổi hộ mình cái mất tiêu hết rồi các bạn, xe gỗ mất tiêu hết rồi. Bây giờ này mới tới kìa. Rồi cho lên 5 sao đi. Xe tăng ra các bạn, xe tăng giờ này nó mới tới các bạn ơi. Ba chiếc xe tăng bay kìa, đến hai cánh đúng không hả? Cái này nó bị trượt các bạn, mình hạ công suất nó xuống đấy. Ở tầm này chạy cái công suất này nó hơi chuối một tí. Đó, giờ nó đỡ trượt nè, 150 nó trượt quá. Hạ xuống thấy máy nó yếu quá. Thôi kệ không sao đâu, nghĩ tầm này con lái cũng được rồi. Tại giật tốc độ của bạn nó hỗn quá đó. Thôi mình chỉnh lại đúng với bạn cho nó công bằng. Giật tốc độ nó hỗn quá bạn, nên nó bị trượt què rất là khó luôn. Chạy nhanh thì không sao các bạn, nhưng mà chạy kiểu mà tăng tốc từ từ lên vậy nè, nó trượt xe một cái là mẹ đập vô xe tăng cái là ăn liền luôn á. Rồi lên năm sao rồi. Xe tăng đâu ai dí anh đi. What the fuck nè láo. Tông cho bốn hàng vây. Nè gượt đi mạnh lên. Ây. À. Ui, xe cứng thiệt sự. Chạy. Ơi sửa. Trời má gớt ngay kho đạn luôn các bạn. Trời ơi. Mình gớt vô ngay kho đạn luôn. Thôi là mình sửa kịp á, không là nổ rồi. Chạy không nhìn đường mà do đi chiêu người ta vậy cái kết. Xe tặc tới các bạn. Xe đối đầu với xe tăng nào. Sẽ chạy dính dắt để né đạn á. Nó quay đâu kịp đâu các bạn. Không, nó quay không kịp. Sẽ chiêu nó chạy vòng tròn. Nó quay đâu chạy ngược ở kia. Chiêu xe tăng các bạn. Nó bắn chết ông nội luôn các bạn. Ôi, khúc này không. Ôi! Chạy bánh xe. Tác động cái vụ đổ đó là chạy bánh xe của mình. Ui! Hai chiếc xe tăng luôn rồi. Ôi a đồ lướt quá, hên quá, mình hấp quá bạn, xe mình hấp quá, cái cạn xe tăng nó bắn không tới, chọc cho nó bắn nhau rồi. Ê ngay đồng rồi, phải che lại liền. Ôi bắn ngu nè, chạy vô khác đi, chỗ này đông quá rồi. Ôi sao bắt được anh, đố anh bắt được em, đố anh bắt được em quá như vậy rồi ơi, đố anh bắt được em ơi. Đừng có trượt gì nó bắn cái te đầu đó. Đố anh bắt được em đó bạn, nó bị cứ bị drift hoài đó, rất là bực luôn. Cứ tăng tốc nhanh nó bị à, mà chạy từ bị bắn sao. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Ủa, ba chiếc xe tăng luôn rồi. Quậy vui quá bạn ơi. Ủa, chạy em vòng mà nó bắn đâu được đâu. Bắn hụt không mà rồi, bắn nhau luôn rồi. Ui. Rồi, sợ quá. Rồi, bắn nhau kìa. Nè, ơi. Nè. Bắn đây nè, tao đây nè, bắn đi. Để chen vô chính giữa các bạn. Nè, bắn đi. Lách qua vậy nè. Đó, bắn được không? Đâu bắn được. Hết, biến rồi, tóc biến rồi. Chạy.
Bye bye ba chiếc xe đạp nghe bạn. Bye bye ba, cũng xin lỗi anh đi đây. Lên. Ơi. Bay ra ngoài luôn, bay ra ngoài luôn, gán lên, gán xíu nữa. Chết cha rồi, không ra ngoài nổi, trời bánh chanh rồi. Ôi, xin lỗi men. Này bị căng các bạn. Chọc, ôi tụi nó tới các bạn. Zombie tới rồi. Không có cái dốc nào để bay ra ngoài ta. Lại có cái dốc đó các bạn ơi. Sẽ bay một thử bay một lần nữa để kết thúc, không phải để bị bắt được. Chạy cái dù quá. Ui rồi 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 nó bắn rồi. A à, da à. Ui cái đầu này cứng thiệt luôn các bạn, đầu xe cứng ghê luôn. Mình sẽ chạy hơi xéo một tí nó sẽ bay được. Ây gặp hấp quá bạn, nó lướt lên không được. Gặp nó hấp quá. Không ai được. Cái nào ai đây? Ôi. Đây rồi, mình sẽ thực hiện một chiến dịch mà mình chưa bao giờ làm, đó là cướp cướp máy bay này bay ra luôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mình đang bỏ xa rất là nhiều xe tăng, bỏ lại chiếc ferry các bạn, không bay ngoài được rồi. Xe tăng tới kìa. Lên. Xung quanh anh toàn là nước. Ê. Nó đòi bắn mình kìa. Rồi đoán tiêu rồi. Ừ thoát rồi bạn. Bye bye đâu, gửi theo kịp. Trời mình tống luôn bây giờ các bạn. Bực lên là mình tống luôn á. Ờ, giờ trốn năm sao cái nữa. Giỡn chơi hả? Anh bỏ lại chiếc ferry các bạn, không có bay ra được do cái gặp nó hấp quá. Hạ cao. Thôi đó mình sẽ hạ cánh mất cục cho bạn coi nè. Wow. Wow. Các bạn nếu bạn thấy hay đừng quên lên like fanpage cho mình nha bạn. Facebook của mình là Hành Trung Gaming 400 nha bạn. Cái fanpage là facebook.com sẽ Hành Trung Gaming 400 nha bạn. Còn cái link fan Facebook mình, link fanpage mình sẽ để phần điểm xanh các bạn. Đó là Hành Trung Gaming nha bạn. Rồi, xong. Ui, chóng mặt quá. Ui. Bay lên. Ôi giỡn chơi không bạn, thấy lái ghê không? Phi công đẳng cấp mà. À, ngầu vô. Lái phải như vậy. Đây cái đập nè. Lái xuyên qua núi luôn. Ui ui. Ui cái gì vậy? Hình như nó mới bắn mình bạn. À, để biểu diễn với bạn coi. Xin có hai cây nè. Mày máy bay này bị cúng quá. Máy bay này nhỏ quá. Bay giữa mấy tòa nhà luôn nè. Hơi láo. Nè. Wow, được được xem lại luôn. Oh no. Biểu diễn là phải nhập viện các bạn. Giờ ok, hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha bạn. Các bạn hay đừng quên bỏ lại cho mình một like, subscribe để hội trên đồng mình. Bye bye mọi người.